Bánh kẹo đồ khô, mứt dưa, hạt dưa. Phía sau là chung cư cũ quá ha, chung cư cũ. Bán trái cây, bán hoa, cúng. Chung cư bán quần áo rồi các bạn. Chợ nè, phía trên là chung cư cũ nè. Nước, cái đài nước. Đài nước. Phải là ủy ban phường, công an phường các bạn. Em chăm gì mới đạt, cứ theo bà con đi thì phải lý rồi. Phải bán kỹ lẻ bao bì, bán kỹ lẻ bao bì quá ha. Cứ theo đường trong nè, dân đi đâu thì theo đó. Buổi sáng trong cái hẻm nhỏ đi hình này mình thấy là hẻm xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Chúng ta đang ở công trường Mỹ Linh nha. Chợ Sống Củi bên quận 8 các bạn. Mình sẽ đi qua cầu Nguyễn Tất Thành nha, cầu Cái Thội các bạn, cầu Cái Thội. Cho mình đi thẳng đường Nguyễn Văn Đồn. Mình tham quan chợ Sống Củi các bạn. Bữa là chợ Sống Chiếu quận 4 rồi giờ Sống Củi quận 8. Chúng ta đang trên đường Tôn Đức Thắng các bạn, Bến Bạch Đằng. Rồi chúng ta sẽ đi khám phá từ nhất vào quận 4, quận 8, khu chợ Sống Củi và một chiều sớm bây giờ là khoảng là 7 giờ 15 phút sáng các bạn. Ngày thứ ba trong tuần. Giờ chúng ta qua cầu Khách Hội. Bên phải ta là cái tòa nhà của bà Trương Mỹ Lan cũng dừng bao nhiêu năm này. Đường Bến Bạch Đằng.
đó mình đường Nguyễn Trường Tộn mình quay phải các bạn. Quay phải ha. Quận 4 thay đổi diện mạo hàng ngày luôn, có những cái tòa nhà rất là đẹp. Đó. Tòa nhà rất là đẹp các bạn. Đó, chúng ta thấy những tòa nhà vương lên, xưa là cái nhà xưởng này nè. Cái nhà máy gì ở đây đó. Đứng nhìn từ trên cao mình sẽ thấy những nhà máy bây giờ là những cái chung cư rất là đẹp và sang trọng, có hồ bơi. Ở dưới là những cái shop house. Thay đổi diện mạo hàng ngày các bạn. Nhiều xe đi cái ý xe lớn hiếp xe bé không à, ép rồi chúng ta đi tiếp. Phía trước là cầu cầu vượt lên cầu Ca Mé đó các bạn, cầu Ca Mé đó. Bây giờ chúng ta đi phía dưới không? Phía dưới chúng ta đi thẳng đường là đường Bến Vân Đồn mà. Những chung cư cao cấp ở đây. Có diện mạo quận 4 các bạn thấy rất là thay đổi. Hồi xưa đây là những cái kênh rạch và những cái dãy nhà sẽ sống ven sông. Giống như khu khác, mấy cái khu khác vậy các bạn, cái kênh là bà con ở vậy, như trên trên bờ và dưới là sông mà. Bây giờ là diện mạo thay đổi hàng ngày rồi, từ nhà cao tầng cao bút luôn, chung cư cao cấp các bạn. Bước vào quận 4 cũng gần nhất nè, qua cái cầu ở dưới là cầu Ông Lãnh đó. Bước qua cầu Ông Lãnh cái bọc một cái là tới chúng ta tới được quận nhất rồi, vô như là 50 phút rồi tới. Bây giờ là diện mạo rất là thay đổi. Đó, chúng ta ngắm phía cầu Ông Lãnh nha. Xưa là quận 4 nổi tiếng là giang hồ. Bây giờ là những thế hệ đó là lớn tuổi đó các bạn. Lớn tuổi và nhiều khi cũng không còn nữa. Cho nên bây giờ quận 4 cái tai nạn nó rất là hiếm. Và sát bên quận nhất luôn, đi vô trung tâm rất là nhanh. Rất là tiện các bạn ha. Đường Bến Vân Đồn. Rồi trái là đi lên cầu Kinh Tẻ. Cầu Kinh Tẻ đi thẳng qua. Kinh Tẻ chứ đi thẳng qua quận 7. Thì nhà nước đang nghiên cứu làm cái một cái cầu nữa ở khúc bên này đường Nguyễn Khoái. Đây có những cái miệng trống đường trái chung là cũng tương đối. Đây là cầu Dừa các bạn. Đây là bờ
cư cao cấp rồi. Những chung cư cao cấp và view sông. Con view này, chung cư này có chỗ siêu thị Lotte này. Đây là có Lotte Cinema. Phúc Long này nọ, chung cư cao cấp. Trung tâm thương mại ở dưới. Đây cũng là đường Bến Mân Rộng luôn nha các bạn. Đây là Cabala. Đây là trung tâm tiệc cưới và đang sửa sang lại. Đây là view sông, view sông Sài Gòn nên nhà cũng đắt tiền. Cầu Nguyễn Kiệu mình đi dưới lòng cầu, đi thẳng thì qua cầu dân cư mình về quận 5 rồi. Dưới đây mình có clip mình đi thẳng mình về quận 5 đó ha. Giờ đi dưới đây nhiều xe chạy quá giờ, không quá giờ bạc mạng luôn. Cứ bốc cầu xin 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 tới đây là phải đi chậm lại tới cầu. Thì công đi nhanh rất là nguy hiểm nha, nên người ta mới làm cái chắn á, những cái chắn này cứ đi công rất là nguy hiểm, bay ra ngoài luôn. Rồi tiếp tục quay như cầu Nhân Từ các bạn. Theo đường trong này
dân đi đâu mình đi theo đó. Đường buổi sáng trong một cái hẻm nhỏ đi hình cái này mang tiếng là hẻm nhưng mà đường luôn các bạn, hẻm thông xe quá trời, 100 dương mới tràn. Em chợ trời nhỏ bày quán ăn trong đầu trong hẻm mà đông ghê luôn. Nó hẹn 100 như mới chạy quá đông à, em chợ nhỏ đường chợ đường ở trong luôn á, đông vui rồi. Bán vàng mã cúng đường mưa trơn. Tới hẻm chợ chúng ta tới cuối đường rồi, đường Nguyễn Thị Tần này không bao quận 8 luôn các bạn. Nguyễn Thị Tần ha, không qua bên chợ Nguyễn Thị Tần luôn. Phải đây đi có mình đi đoạn đường dài tới Nguyễn Thị Tần luôn à. Còn có đường nào đi vượt kênh dưới không? Còn Nguyễn Thị Tần à, cổ còn chữ Y nè, đông nghe xe luôn. Bánh mì 10.000 ổ, hồi giờ cũng còn bánh mì giá đó, rất là hay, rất là rẻ quá ha. Từ 0 là 4.000 rồi. Mình đi cái đường quẹo bên phải rồi. Đường Dạ Nam bên phải là có đường gì dưới. Đường Dạ Nam phường 2 quận 8. Trước là đường gì đây, đường Phạm Thế Hiển nè, còn trái là Phạm Thế Hiển luôn. Đó, Phạm Thế Hiển các bạn, phường 2 quận 8 à, phường Cầu Chi luôn, dưới gầm Cầu Chi nè. Phía bên phải mình là cái bên kênh rạch đó các bạn, bên kênh rạch nãy mình đi cầu mình nhìn thấy á, bà con buổi sáng sớm mà cũng chưa dọn ra hàng ra hết, những bà con nào bán cô chú nào bán đồ ăn uống thì dọn sớm. Khu vực xây dựng
rồi. Mình trái ra đường Âu Dương Lân. Ngày nay phát triển các bạn thấy đô thị quá càng nhanh á thì người dân sẽ ra những cái vùng kế bên vùng nhất trung tâm thì ở thì giá nó mềm hơn xíu, mềm hơn xíu chứ cũng không có rẻ đâu các bạn, mềm hơn xíu. Nhà mặt tiền ở đây cũng mười mấy tỷ, buôn bán kinh doanh được. Ở chỗ này sáng sớm bà con chưa dọn ra buôn bán, chưa dọn ra sớm các bạn, thấy còn đóng cửa khu này cũng bán ba đồ nội thất nè, được rồi xây dựng đá hoa cương nè. Phạm Thế Hiển các bạn, mình đi quay Phạm Thế Hiển ở dọc theo Phạm Thế Hiển á. Bây giờ là phường 4 rồi, phường 4 quận 8 rồi. Chung cư cũ ha, chung cư cũ.
bán trái cây, bán hoa, cúng, chung cư bán quần áo nè các bạn, chợ nè, phía trên là chung cư cũ nè, sau là thác nước, cái đài nước, phải là ủy ban phường, công an phường các bạn, chợ cũng trùm tụ. Ở dưới luôn, mình xuống dưới luôn cho mọi người xem. Chờ Phạm Thế Hiển nha. Vô tình đi chợ Xóm Cũ mà ra chợ Phạm Thế Hiển. Mình đi hết vòng chợ nè, hết lộ trình các bạn ha. Mình xè dưới. Thanh long nè, 15.000 kg nè. Táo giòn ngọt. Buổi sáng sớm mà bán rau củ quả, rau muống, sáng phải lại cho đầu mối lấy hàng về trong đêm nay dọn bán ở đây để các bạn cho đầu mối. Đó, xe bán thịt rau củ quả. Đây xe điện, xe điện đi chợ rồi đó, tốn tiền của xăng đó. Đây khu chợ nữa các bạn đó, chợ này bự chứ, ngoài nhà lòng chợ mấy chợ tự phát bên đây mà dân mình thích đi xe máy vòng vòng chợ đó. Không gửi xe đó, mình đi chợ gửi xe đi bộ xa, xách đồ nặng, nấm rơm 5.000 kg nửa ký. Chợ rẻ mà, chợ rẻ 10-15.000 ký thanh long. Rẻ thì các bạn đi chợ, rẻ nữa là chợ đầu mối. Cô chú mà bán quán thường chợ đầu mối, thường có người giao, họ giao từ chợ đầu mối về luôn á, khỏi phải ra. Trời cá nè, trời cá. Gà đủ thứ. Đây cuối chợ ta, cuối chợ rồi, có đường quẹo ra không, không đi vòng lại nữa, quay xe lại hết chợ, thấy cô kia quay lại. Vòng lại các bạn, đây cuối chợ, vòng lại mình tới kia mình rẽ phải khám phá ngoài chỗ đây bán cá đó, cá mực về mình làm chế biến ăn tiệm thì đầu bếp phải chế biến rồi cho nên công cán bằng nữa, giá nó cao hơn mình tự mua về chế biến. Bán cam mà bán trái cây đồ khô khô à, khô tôm khô à, khô cá dứa, khô cá dứa nè, khô cá sặc ngon à. Thịt
áo. Nói chung là ai thuê sạp được ở đâu thì cứ bán. Cũng phải chia ra khu nào đó. Bán cá thì bán sen kẻ rồi. Tuyến đường chính à. Chợ. Đường chính là chợ. Mình đi thẳng tới nhà lòng mình quẹo đi. Ăn trứng à. Trứng gà 20 dịch 25 ngàn. Có rẻ. 25 ngàn chục. Cá nè. Đi thẳng tới nhà lòng mà mình quẹo à. Ở chợ Phạm Thế Thiện. Mắm cá khô. Mắm cá khô. Mắm cá khô. Mắm cá khô các loại. Khô mắm. Đó. Hành tím 30k. Rau chợ này lớn nè. Lớn trong khu vực luôn rồi. Rau củ quả. Chợ này lớn. Ở các cô lớn tuổi đi chợ buổi sáng. Mua về mình nấu ăn nó rẻ hơn là ăn tiệm. Bạch tuộc 60 ngàn một ký à, quá rẻ luôn. Đây cái dãy nhà mới xây, trung tâm giáo dục nghề nghiệp gì đó. Ở đây là bớ rồi. Đây cái chung quanh chung cư mình về phải. Bên đây chắc là khu bán quần áo. Rau củ quả đồ chọc khô. Đi ở đây thì đây có những cái siêu thị nhưng mà đông quá. Mình thôi thẳng đi. Không có gì. Mình có quen hàng xung quanh. Xung quanh nhà lòng chợ mình đi hết rồi các bạn. Quẹo ở đây thêm một con đường ở đây đi. Ở đây có con đường nhánh nè. Mình vô Nguyễn Thị Phụng nè. Mình vô mình đi vào vòng ở đây nữa. Đây có tiệm vàng Nghi Hồng nè. Giờ tới trưa tới giờ bán. Ủy ban nhân dân 4 đường Đào Cam Mộc, trục đường chính là chợ các bạn. Quẹo qua đây đi, cái đường xung quanh này, đường Bùi Điền, phường 4, quận 8. Cũ xuống cấp cũng trầm trọng rồi. Thấy xi măng chắp xuống rồi. Xi măng mặt tiền chắp xuống rồi. Khu cũ. Đường Đông Hồ. Con đường lạ đó. Cái đường này chắc là Phạm Hùng đó. Tới cuối đường có cái cầu gì quá ha. Bùi Điền.
cầu Chánh Hưng các bạn. Cầu Chánh Hưng đường Phạm Hùng à. Đường Phạm Hùng cầu Chánh Hưng. Vòng một cái mình đi vòng phía dưới là mình đi lên cái cầu Chánh Hưng luôn á. Hôm qua cầu là mình hết lộ trình, ngày hôm nay chở của chú anh chị các bạn mình đi một vòng từ quận nhất qua quận tư rồi quận tám á. Tiên Rào ở chợ xung quanh chợ Phạm Thế Hiện sáng sớm là bên hông cầu Chánh Hưng các bạn, hoặc đường Phạm Hùng á, ra quận 8 á. Đây là đường số 8 cắt ngang đi thẳng ở dưới là mình quẹo phải thì chắc cũng có đường lên cầu á. Đây là bà con đi đường này nè, chắc có đường lên cầu nè. Bà con đi đông lắm à. Chợ là trung tâm những cái đường phố, có đường lên cầu với đường Phạm Hùng các bạn.
vườn Ba Đình, vườn Ba Đình dọc theo bên cầu. Mình về cái cầu này mình về khu quận 5 ha, khu quận 5. Khu quận 5. Chỗ Nguyễn Tri Phương á. Còn mình thấy lộ trình ngày hôm nay nha, ở Đồng Xè. Tiếp tục quận 5. Từ quá trời đông. Giờ cao điểm. Có dãy chung cư cũ và hai bên cầu. Kênh phát triển và mình có động lực mình đi quay cho cô chú anh chị các bạn xem. Rồi xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Rồi chào hẹn các cô lớn tuổi chụp hình tự dáng rất là đẹp.